cho mình thì sẽ có những cảm giác về với chủ đề này. Cô sẽ giúp các em nêu được những đặc điểm cơ bản của các hình thức diễn sướng dân gian ở Sài Gòn gia đình, trình bày được sự hình thành và phát triển các loại hình văn hóa, văn nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Hát đúng giai điệu, lời ca là một số điều hò, điều lý, vân vân của địa phương. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học. Các hình thức diễn sướng dân gian ở Sài Gòn gia đình. 2. Nghệ thuật hát bội ở Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Kịch nói và cuối cùng là sân khấu cải lương ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các hình thức diễn sướng. Thứ nhất là hò. Hò thì gồm có hò Huế Tình. Vậy ta phải đi tìm hiểu được hò Huế Tình có nghĩa là gì và đặc điểm của hò Huế Tình các bạn nhé. Rồi đồng thời chúng ta sẽ nêu được các cái ví dụ của nó. Hò Huế Tình về khái niệm đó là một hình thức hò hay hát giao duyên của nam và nữ đối đáp với nhau. Tốc độ diễn sướng rộng rãi, giai điệu và âm hưởng gần với hát ru con Nam Bộ. Còn về đặc điểm, hình thành từ một cặp thơ lục bát. Khi hò, thường thêm từ đềm, từ lót, có nét trữ tình, lãng mạn và là đặc trưng của vùng Sài Gòn gia đình ngày xưa. Một số câu, ví dụ như, ví dầu, tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, cho rồi bầu ra. Hay, chiều chiều ông lữ đi câu, bỏ ve, bỏ chén, bỏ bầu, ai mang. Loại thứ hai là hò chèo ghe. Hò chèo ghe. Hò chèo ghe được hình thành từ những hoạt động canh tác cây lúa với đặc điểm sông nước ảnh hưởng đến việc hình thành, trong đó có hò chèo ghe diễn sướng theo lối đơn lẻ hoặc đối đáp. Một số câu ví dụ như là các cái dẫn chứng đó là nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Loại hò thứ ba mà ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là hò cấy. Hò cấy được hình thành từ những hoạt động canh tác cấy lúa. Về đặc điểm, một số điều hò như hò mái ố ố, hò mái dài, hò hòa hơ, hò hòa hy, vân vân, hình thành từ hai câu thơ lục phát diễn sướng với hình thức hò đối đáp. Nội dung là tạo điều kiện để giao lưu, làm quen nhau, qua đó tạo nên không khí vui tươi, hăng hái và tạo cho lao động hăng say hiệu quả. Một số câu hò ví dụ như gặp anh đây, cho em hỏi anh ở tổng làng nào, phù mẫu ở nhà đầy đủ, chốn phòng đào có chưa. Thứ hai, ta tìm hiểu về điều lý. Về điều lý, ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, nội dung, hình thức biểu diễn và cảm nhận của các em về các cái điều lý này. Điều lý thì các bạn biết là một trong những hình thức diễn sướng phát triển nhất là giai đoạn những năm 30 của thế kỷ 19 trở về trước. Đặc điểm là ngắn gọn, dễ nhớ, phổ biến bằng cách truyền miệng trong quá trình lao động, sinh hoạt, vân vân. Nội dung của điều lý phản ánh cuộc sống giản dị của người dân. Hình thức biểu diễn có thể là ca hát của từng cá nhân hoặc cũng có thể là tập thể. Về cảm nhận thì điều lý là một cái di sản tinh thần nuôi dưỡng, vun đắp tâm hồn của con người phương Nam. Nó mang tính đặc trưng của người dân ở phía Nam. Thứ ba là nói về.
Nói về là một hình thức diễn xướng dân gian rất phổ biến trong sinh hoạt của người dân gia đình Sài Gòn xưa. Nội dung kể về vật hoặc sự việc nào đó, đặc điểm nói về vè thường sử dụng thể thơ 3, 4 hoặc 5 chữ, giọng đọc dứt khoát theo nhịp điệu rõ ràng. Đối với trẻ em, nói về được gọi là hát đồng dao. Thứ tư là nói thơ. Nói thơ, quân phường là những người hành khất nói thơ theo hình thức độc xướng, theo nhịp xanh và diễn xướng ở nơi tập trung đông người như chợ, bến đò, bến sông, bến cảng, v.v. Nội dung mang tính thời sự hoặc những truyền thơ bình dân nói về cuộc sống của con người. Một vài hình ảnh. Thứ hai là nói thơ Vân Tiên. Nói thơ Vân Tiên sẽ ra đời từ sau những thập niên cuối thế kỷ 19 là hình thức độc xướng truyền thơ Vân Kiều. Độc xướng truyền thơ Vân Tiên kết hợp với lối diễn xướng ngân nga, tầm bổng, nhặt khoan từ những đềm của địa phương, vân vân. Một vài hình ảnh nha các bạn. Tiếp tục là nói thơ rơi. Hình hành vào khoảng đầu thế kỷ 20 được phổ biến bằng cách truyền miệng. Đặc trưng của thơ rơi là không nêu tên người gửi và người nhận. Nội dung thường nhắn gửi đến cá nhân hoặc mọi người thông tin gì đó, giải bày tâm sự cá nhân về cuộc sống, tình bạn, tình người. Tiếp tục là nói tuồng. Nói tuồng là tiền thân của hát bồi, nhưng hình thức biểu diễn đơn giản hơn có thể xuất hiện từ nửa sau thế kỷ 19. Về quy mô, nói tuồng nhỏ hơn hát bồi rất nhiều. Nói tuồng là hình thức diễn xướng tương đối dễ thực hiện bởi yêu cầu và tính chất linh hoạt của nó với nhiều mục đích khác nhau. Phần thứ hai là nghệ thuật hát bồi ở thành phố Hồ Chí Minh từ xưa đến nay. Nghệ thuật hát bồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn trong phần nội dung của bài. Ở đây là một vài hình ảnh về sân khấu hát bồi, nhân vật Phan Công Đình, Phong Tuồng, San Hầu. Về thời gian là khoảng nửa đầu thế kỷ 20, là hát có nhiều vai tuồng đặc trưng. Về trang trí sân khấu thì rất đơn giản, hóa trang, vai nữ thường không trang điểm, còn vai nam thì trang điểm theo tính cách nhân vật, chú trọng đến tính cách nhân vật, dàn nhạc độc đáo. Một vài hình ảnh Đào Duy Từ, Đào Tấn, Tả Quân, Lê Văn Việt. Cuối cùng là kịch nói. Kịch nói là một bộ môn văn hóa khá phát triển ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi diễn chủ yếu dùng lời nói để diễn xuất, thu hút sự quan tâm của một số học sinh, sinh viên, viên chức và tầng lớp trí thức. Nói về các cái đề tài xã hội sau ngày thống nhất đất nước, hoạt động thường xuyên hơn. Bên cạnh những cái đoàn chuyên nghiệp còn có các đoàn kịch nói bán chuyên nghiệp hoặc là nghiệp dư. Đây là một vài hình ảnh của các cái đoàn nghệ sĩ kịch nói tại thành phố Hồ Chí Minh. Sân khấu cải lương là một nét đặc trưng của văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Một số vở cải lương. Thời gian là năm 1920 với sự ra đời của gánh hát Tân Thinh. Là một loại hình ca kịch đặc trưng sân khấu chia thành nhiều màn hóa trang bao quát đối thoại, diễn hoặc vừa ca cải lương Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của cải lương. Trên đây là những nội dung chính của chủ đề 4, sự hình thành và phát triển các loại hình văn hóa văn nghệ của thành phố Hồ Chí Minh. Cô cảm ơn các em, chúc các em một ngày tốt lành.